Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua rất nhiều các anh trai ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng tin để tìm vợ. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một anh trai năm nay cũng tuổi đời cũng trên dưới 50 rồi về đây để đăng thông tin để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để tìm kiếm một người vợ phải nói là vô cùng xinh đẹp, rất dễ thương của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn nào theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào anh trai nhé. Anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Thạch Xuất Tha. Mình nói lớn tiếng ha. Thạch Xuất Tha sinh năm 772. Sinh Thạch Xuất Tha. Dạ. Sô-cô-la đúng không? Thạch Xuất Tha đó. Xuất Tha đúng không? Dạ. Tha đúng không? Dạ. Rồi. Sinh năm 72. Sinh năm 72 là năm nay 51 52 rồi ha. Dạ. Mình cưới vợ lâu chưa anh? Cưới 23 năm rồi. 23 năm nhớ luôn hả? Anh dạ. Có nhớ ngày không? Không nhớ ngày. Không nhớ ngày à? Có dạ. Cưới nhớ cưới năm mấy không anh? Cưới là qua gì? Tháng 3 đó. Tháng 3 năm mấy? Không biết là chắc cưới là con 23 mà không biết cưới 23 chắc mình phải làm chuyện đấy trước rồi chứ. Không có đâu. À thế là được, nhờ mày thật. Rồi, hôm nay anh về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng thông tin để tìm vợ đúng không anh? Dạ, dạ. Anh có thể giới thiệu cho các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được vợ anh họ tên đầy đủ là gì anh? Thạch Thị Soi. Thạch Thị Soi. Sinh năm 81. Ủa sao là hai người cùng một họ à? Hay sao? Một họ một bà. Sao kỳ vậy? Người Khmer. Người Khmer là cùng họ hết. À, họ hết. Ô, thế mình trước này có bà con không anh? Không có đâu. Không có hả? Dạ. Không có thì cùng họ ta? Dạ, không có. Anh nói đúng không đấy? Nói đúng luôn. Cái này em cũng không có hiểu lắm đâu nhưng mà đúng luôn á. Đúng hả? Tại vì họ Khmer là được có ba họ à. À họ Khmer là tất cả là Thạch hết. Thạch Kim rồi xong. À, Thạch Kim, Thạch Công, Thạch Soka, Thạch Sula đúng không? Kim là Thạch. Đó. Rồi ok, em cũng tin anh thôi chứ thực sự em cũng không biết cái này nhá. Rồi. Anh hiện nay đang sinh sống tại đâu? Ở ấp Bồ Môn, xã Đông Châu, huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Từ Trà Vinh cũng xa vậy. Dạ. Vậy anh đi lên từ khi nào vậy anh? Trước lên 2 năm rồi đó. Không, bây giờ này anh lên từ bao giờ lên đây? Lên hôm qua. Đêm qua anh ngủ đâu? Ngủ ở chỗ chỉ công ty Bốn Núi Vàng á. Công ty Bốn Núi Vàng là đi núi vàng hay sao? Đi chỗ Bốn Núi Vàng, nhà em tôi nhà trọ à em anh đúng không em tôi ở khu vực mà núi vàng đúng không dạ đúng núi nào núi vàng ta gì công ty lúa vàng á à lúa hay núi lúa công ty lúa vàng rồi em cũng chưa nghe được luôn rồi bỏ qua này dạ. Chưa nghe được thôi được rồi à, anh cho em hỏi là vợ anh sinh năm bao nhiêu sinh năm 81 cho nhau 9 tuổi dạ 72 81 9 tuổi dạ anh có đăng ký kết hôn với vợ không anh có luôn. Trước đây mình có yêu nhau không anh có luôn yêu nhiều không nhiều quá yêu tha thiết không yêu lả lơi này không yêu gọi là yêu quá yêu dữ không dữ á mình là cùng quê luôn hả đúng không cũng có gần nhà không anh cái này cách có khoảng cây số một cây thì gần trước mình đi bộ ha dạ. Trước đi tan gái đi bộ đúng không đi bộ không à đi tan vợ đi bộ dạ. Đi bộ hôm nào có hôm nào phải trốn ba mẹ đi không hay là đi tự do đi tự do đấy lúc bây giờ là chưa có xài điện thoại đúng không không có đâu lúc mà mình tới nhà mà ví dụ vợ không có nhà người yêu không có nhà là anh làm cách nào để anh tìm được đi mình đi bỏ dắt chi chiều đó có hôm nào mà về mà bồ buồn bồ trốn đi ngủ không không có đâu có không có nó cứ chẳng yêu dữ hả dạ. Thấy nhau là quấn quýt hả có không anh có quấn quýt luôn à lúc bây giờ thời điểm bây giờ này theo như anh được biết thì đồng ý là bây giờ thì thương nhau mới sống với nhau mới đến với nhau đúng không dạ. Nhưng mà cái tình cảm mà anh dành cho vợ cho người yêu lúc bây giờ anh thấy có mặn lòng không nhiều không lúc trước còn 20 năm còn thương mới nó lên dữ lắm hả dạ mới lên Bình Dương cỡ khoảng 2 năm nay á rồi cho hỏi này anh và vợ ấy, là được mấy người con rồi hai đứa con trai em gái trai không à dạ. Ngon quá rồi con trai lấy vợ chưa anh chưa nó thật sinh hài đó nó sinh 2000 dạ. 2000 này là mới 23 hả dạ thì thằng Thi sinh 2017 2017 dạ. 2017 hả 2017 anh nói lộn không đấy 2017 á 2017 mới được có mấy tuổi hả 16 vậy 2017 hay 2007? Ở 2007. Trời đất thôi, cua luôn. Bó tay luôn. Đó em thấy rồi, bây giờ thì học lớp 10 đó. Học lớp 10. À, lớp 10 2017. Trời đất quỷ thần ơi. Cua anh luôn. Học cũng rành. Cua. Ừ. Vợ anh là trước cái thời điểm mà hai vợ chồng chung sống ấy là vợ anh ở quê ấy, ở Sóc Trăng đúng không? Ở Trà Vinh. À Trà Vinh nha, Trà Vinh Sóc Trăng gần nhau không ta? Xa. Mình hai vợ chồng anh làm công việc gì? Làm ruộng không à tôi làm ruộng à? Vợ làm gì anh làm đầu thảo á đầu thảo hủi á đầu thảo là gì đầu thảo hủi mình đó là cái gì
làm chơi hụi đúng không? Ở chơi hụi đó. À chơi hụi là đóng tiền, giống là đóng tiền, em đóng tiền cho anh không, gọi là chơi hụi đúng không? À dạ dạ. Ồ. Vậy là anh làm ruộng ha. Dạ, làm ruộng. Em nhìn tay anh em thấy rồi, nhưng có điều em hỏi vậy thôi. Ừ. Nhìn tay thì cũng thấy là làm ruộng. Ừ. Anh là một người gọi là đúng chất một người nông dân. Thật thà, chất phát. Đúng không? Dạ. Phải không? Mình dạ. Có thật thà không anh? Thật thà luôn. Đến đây là phải thật thà nhá. Dạ. Đến đây mà không thật là không được ha. Dạ dạ đúng rồi. Cho mày này. Hai vợ chồng anh trước đây là sống nhau có hạnh phúc không? Phúc quá. Ôi trời ơi. Anh có nhậu không? Nhậu mà nhậu chết ít nữa. Nhậu nhiều không? Nhậu ít nữa. Không có nhậu nhiều. Được, anh nhậu được mấy chai? Nhậu bia hay là lúc rượu? Lúc trước tôi thấy buồn hai ba ngày, hai cỡ hai ba tháng nay tôi còn nhậu chút đỉnh, lúc trước ít nhậu. Sao ít nhậu hả? À, mình không thì... không mê nhậu hả? Ờ không mê đi làm. Mình mê cái gì nhiều nhất? Đi làm ruộng đâu làm gì hết, chạy mấy xe ta chút đỉnh đó. Anh đi làm bình quân một tháng hay một quý anh có được dư nhiều tiền không anh? Chúng ta là tùy theo ruộng, năm nay làm thất á, ừ. Thất á được ít, trúng á được nhỏ chút, à, được vô ba này phải được. Chờ trúng mùa ha. Dạ, năm đợt á. Kinh tế gia đình ổn là mình có nhà xây chưa? Xây rồi, xong xuôi hết rồi. À, xây lâu chưa anh? Xây cổ khoảng mười mấy năm rồi đó. À, mười mấy năm là cũng từ chính đó nó cũng khá giả ừ, rồi. Dạ, xe đầy đủ rồi mà nó. À, nhà kha, nhà có đầy đủ đồ nghề chưa? Đủ luôn. Xong hết rồi ha? Xong đủ mấy đủ gì. Nên là cũng rất tốt rồi. Ờ, con của anh hiện nay là một người con trai sinh năm 2000 đi làm chưa? Nó làm Bình Dương hay mẹ nó khi nó nói nó thiếu tiền hụi chút đỉnh á. Ừ. Rồi nó lên nó nói anh nào không hiểu cho tôi lên đi. Ừ. Lên nó con. Mình tôi lên rồi mẹ. Con là con anh nằm Bình Dương trước. Lúc lên một lượt luôn. À hai mẹ con đi chung. Dạ. Rồi là sao tại sao anh không đi cùng với vợ luôn? Trời ơi, làm ruộng tôi làm hai mấy công. Hai mấy công nhiều dữ vậy hả? Cộng ruộng của mình nhá hả? Ruộng của nhà 14 công. Ồ, còn làm cho người ta nữa. Ở ruộng mướn là 10 công đó. Ừ. Đó. Anh khi mà vợ và con anh ấy là nói là lên Bình Dương làm là nó làm công việc gì? Nó làm công ty. Công ty hả? Công ty rõ. Công ty gỗ. Con thằng làm công ty điện tử. À, con trai công ty điện tử. Dạ, con... Vợ công ty gỗ. Dạ. Hàng tháng có gửi tiền cho anh không? Nó nói lúc trước năm trước rồi, để 40-50 triệu. À một năm gửi 40 triệu, thì tiền đó anh để đâu hết rồi? Dạ, đóng tiền hụi trả người ta đó. Sao lại trả người ta thì mình phải lấy gốc về, mình phải lấy về trước rồi, đúng không? Tiền hụi kiểu nó đồ thảo đó, mình rom qua trả người ta. À, mình lấy trước rồi ha, à. Bây giờ phải đóng không? Không phải, hay sao? Mình đồ thảo mà. Đồ thảo em không hiểu luôn. Vậy đồ thảo mình cho con mình gì? Con gì? Gì? Nó chơi chung mình đó. À. Anh em ai bà con cô bác ai biết về hụi thì chia sẻ chứ cái này thực sự là công trần hụi hè là thua không biết. Dạ dạ. Ừ, cái này bó tay chấm com luôn. Dạ. Rồi thôi được rồi, cái này mình bỏ qua nha. Dạ. Nói chung là kinh tế ổn. Dạ, dạ. Và mới đây nhất là vợ anh và con trai lên Bình Dương làm việc. Dạ. Là dạ. Khoảng mấy năm rồi? 2 năm. 2 năm ha. Dạ. Rồi. 2 năm nay thì vợ anh có thường xuyên gặp anh không? Ban đầu 2 năm, 1 năm trước là nó thương lắm, nó chưa có quen ai đâu. À, chưa quen. Chưa có quen. Dạ. Là vợ anh chưa quen ai? Chưa quen ai đâu, nó làm rồi nó ngủ với con không à? À hai mẹ con ngủ chung với nhau dạ, à? Dạ dạ dạ. Rồi. Ừ. Nhưng mà bao nhiêu thời gian mình gặp vợ một lần? Tôi làm ruộng tôi không có qua nữa, nó điện qua tôi trời không điện. Trời đất ơi nè trời ơi. Mình nói mình mới thấy con rồi khóc bự bự mình cũng không con bự bự chưa phải cũng không có tin được. Đó mình kẹt mình ngu cho đó. Tuổi này thua luôn rồi. Vậy là trong vòng 1 năm liền vợ anh lên Bình Dương để làm việc đi với con là con cả làm công ty là điện tử. Dạ. Mẹ làm công ty gỗ. Dạ. Nhưng mà anh ở quê làm ruộng. Làm ruộng. Và 1 năm hai vợ chồng không gặp mặt hoặc không gặp nhau một lần nào. Dạ dạ đúng. Đúng không? Gọi là tình cảm thì mình nhiều nào nhiều nhưng mà xa mặt cách lòng ha. Em giải thích vậy anh hiểu ha. Chứ vì lý do như vậy chứ có thể là người đàn ông hoặc người phụ nữ có thể đổi tính đổi lết nó là bình thường. Dạ. Say nắng say mưa nó là cái chuyện đương nhiên rồi. Đúng không? Dạ. Con người ta tình yêu nó kèm theo nhiều cái khác nữa. Dạ. Nhá. Thì nó mới bền được, còn tình yêu không chỉ còn là chỉ còn nói những từ yêu thương ngọt ngào không thì nó chưa đủ ha. Dạ dạ đúng. Mà thời bây giờ nó vậy. Được, tại tôi ngu lúc trước không cho nó đi là ở nhà là phải cần buộc gì phải bắp cho đi là sai lầm đúng không? Đúng rồi. Rồi thế bây giờ là vợ anh đi 2 năm hay 3 năm? 2 năm. Năm này năm thứ 2 rồi. là vợ anh sinh năm 1981. Dạ. Tuổi Tân Dậu. Dạ. Đúng tuổi này cực sướng mà khuôn mặt này cực sang, mũi cao. Dạ. Mà nói chung là cười xinh, dạ. Mắt đẹp. Dạ. Nói chung là dáng đẹp, đúng không? Dạ. Anh có công nhận là vợ đẹp không? Đẹp ha. Dáng nó cao. Em nhìn em còn mê mà, thiệt. Nhìn đẹp, chị phụ nữ nhưng mà nhìn đẹp. Đấy. Ừ. Thế bây giờ này, vợ đẹp mà sao mà mình để cho làm sao vậy? Trời ơi, lúc trước mình thấy nó đủ tuổi thảo hủi nó thiếu ta 50-60 triệu, nó nói anh nào không có gì nó lên. Ừ. Lên làm với con. Ừ. Không có gì đâu.
Ở lên rồi bảo năm bằng không đồ. Có gì đâu. Ờ, không có gì đâu. À. Mà năm bằng đồ không có gì đâu thiệt. Ở năm thứ hai cỡ 5 6 tháng trước không có gì không? Là gọi là năm hết năm đầu là ok. Ok, không có gì hết năm luôn. Năm thứ hai là nửa năm đầu là ok luôn. À. Nhưng mà cuối năm đầu à cuối năm thứ hai. Ờ à, cuối năm 6 tháng qua qua là xong luôn. Và nó thấy thấy là con thằng lớn á, thằng Sơn Hà đó nó điện tao. Cha cái mẹ gì đây? Sao vậy? Hồi tôi chưa qua nữa. Ở rừng tới Tết cỡ khoảng gần tới Tết cỡ trong năm vừa rồi ha. Dạ. Rồi. Gần tới Tết cỡ khoảng là nó điện nữa, cha ừ. lên đây. Ừ. Má không ngủ nhà trọ bao nhiêu nữa. Ồ má không ngủ nhà trọ đi em. Ở nó đi nó ngủ nhà bạn mấy nhỏ gái á. À. Đó. Là vợ là theo con anh cho anh chia sẻ với anh à. Là về đi. Về đây. Là về đây tìm vợ đi đúng không? Ờ à, đúng rồi đó. Chứ bởi vì vợ anh là không ngủ nhà nữa. Ờ à, mà không, đi không, ngủ không nhà trọ. Đang ngủ chung nhà trọ chỗ khác. Ờ à, đang ngủ. Rồi xong luôn rồi. Ngủ nhà bạn gái à. Nó bạn gái nó là bạn gái làm gì có gái nào, không có gái nào hết á. Dạ dạ. Mà, nha, nói là anh hiểu ha. Dạ. Rồi. Vậy là thế này thì chính xác là đi mấy người tình rồi. Bởi vì sao? Ai cũng có thèm khát. Ai cũng có cái nói chung là thôi. Mình không nói tới nó lui chi chuyện đấy. Yeah. Nhưng bây giờ này, một người đàn ông và một người phụ nữ hai vợ chồng mà xa nhau cả năm trời mà không gặp nhau. Đúng không? Dạ, thì đúng. Thực sự là ai thế cũng tại tôi nữa. Đúng không? Tại anh đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh thấy em muộn không? Ừ. Mà chưa? Mà giờ tôi lúc thương lúc mà mới thương nào thì mà tại tôi không qua lại mà thương thế nào thì thương. Đúng. Nha, nhưng mà khi mà tình yêu mà đang chỉ là thương thôi. Ừ. Nhưng mà kia là bén mùi tình yêu rồi, nghe đi qua ngửi mùi thơm phức rồi. À, đúng rồi. Đúng không? Những cái từ ngon ngọt và thổi lỗ tai rồi là đến lúc mà thương gì thương là bỏ qua hết đúng không? Dạ, mình bỏ qua những công đoạn thương luôn là sang cái mùi mà mùi hương lồng lặc thơm rồi. Dạ, đúng không? Đó anh thấy thì thua chưa? Thua. Thế đến giờ phút này là vợ anh là còn liên hệ cho anh không? Hết rồi. Mất dấu luôn rồi. Mất rồi. Thua luôn. Rồi vợ anh đến giờ phút này mất tông mất tích mất tâm. Mất không biết. Lâu chưa? Ở hơn 2 tháng này. Hơn 2 tháng. Dạ. Trước đây mình có thường xuyên nói chuyện với vợ không? Đêm á. Đêm có tâm sự qua điện Zalo nói chuyện với vợ không? Điện mà nó không bắt máy gì. Rồi xong luôn. Sao anh thương vợ thương mà sao gọi điện không nghe máy kì vậy? Ở nó lúc trước nó lỡ lên ở Bình Dương này điện nó bắt máy không à? À nó lên Đồng Nai chuyến sau này nè. Nó không nghe máy nữa. Không, nó được có 2 ngày à, nó điện tôi hỏi 2 3 ngày nó làm gì? Ở Bình Dương nó lên một mình nữa, ở lên hai mẹ con tôi không nói đâu, mà kẹt nó lên một mình nữa. Thế là không nghe máy luôn, đi một mình luôn. Ở đây mình đó, nó trốn đi. Rồi trốn luôn à? Trốn đi. Trời ơi, trốn ngày hay trốn đêm? Trốn ngày, dắt 9 giờ đó. 9 giờ sáng? 9 giờ sáng. Sao anh biết? Tại nó là dắt sáng là tôi đi gì? Đi đính vay ngân hàng ở sang công băng đó. Sang công băng? Ờ, tôi thiếu ta 40 triệu, 100 rồi. Triệu tôi trả hết 3 đợt. Rồi. Còn 40. Ừ. 40 là tôi tính, vợ nói không gì, đi vay 200 triệu đi. Ừ. Tôi nói ở đi, tôi đi dắt sáng đi, vừa... Giấc sáng vừa lợi tới 10 giờ tôi lợi mười mấy giờ mười giờ mấy tôi lợi tới nhà. Nhưng mà hôm bữa vay tiền là có hai vợ chồng không? Hai nói hai vợ chồng luôn. Đi vay tiền. Tiền đâu rồi? Tiền đâu rồi? Chưa có vay được đâu. À chưa vay. Ờ mà nói gì? Bạc trước một ngày đó không có gì đâu. À. Mà vợ nói không gì đi vay đi. Ờ mình đi vay mình đi hỏi anh ta chỗ sang cái băng đó. Ừ. Nó cho vay 200. Ừ. Từ 150 tới 200. Ừ. Anh lấy bao nhiêu lấy? Ừ. Tại số đất tôi là 60 công đất á. Vay thoải mái ha. Ờ, sao vậy? Ờ rồi. Vừa lại tới nhà hỏi con thằng Sơn, thằng hai thằng bự đó, thằng lớn đó, thằng nhỏ đó. Hỏi mẹ mày đi đâu? Nói má đi làm hù rồi. Ờ. Nó đi luôn. Ơi dòm thấy dắt không tôi không ngờ nó tới 3 giờ mấy, 3 giờ rưỡi mới tôi dòm thấy quần áo nó treo hết quần hết rồi. Ờ nó đi hết. Rồi xong luôn. Sạch luôn. Vậy là vợ anh lên kế hoạch rồi. Ờ, vợ lừa thôi. Ờ, lừa. Vợ cũ lừa ngoạn mục. Đúng không? Dạ, đây gọi cú lừa ngoạn mục rồi. À. Vậy đến giờ phút này vợ anh đi là đem theo những cái gì đi? Nó cộng cái chuyện đôi bông à. Cộng cái chuyện này, à. Đôi bông này. Dạ. Cộng chuyện lớn không? Cộng cái chuyện cỡ khoảng 2-3 chỉ vàng. Cỡ 2-3 chỉ. Vàng 24 đúng không? Dạ 24. Rồi. Có lắc tay không? Có đeo lắc tay không? Không có đâu, có đâu. Có đem tiền không? Tiền nó đem, tiền, đem bao nhiêu tiền? Nó vay ngân hàng ở chỗ Bình Dương 20. 20 triệu? Dạ. Bao nhiêu nữa? Thì còn tiền hụi nó cỡ được 20 nữa. À. Bao nhiêu đó? À. Rồi, vậy là bao nhiêu tiền nữa? Bao nhiêu đó xong rồi. Vậy là đem bao nhiêu tiền anh? Của ngân hàng ở Bình Dương 20 à. À, Bình Dương 20 ha. Ở tiền hụi cỡ 20. À. Vậy là đem đi 20 triệu. À dạ. Trời ơi xui vậy. Thua luôn rồi. Thế là tổng cộng là vợ anh đem đi bao nhiêu tiền?
Tiền vàng cỡ 2 chỉ vàng. Anh ngồi lên đây xíu cho nó đẹp ra tí. Vậy là 2 chỉ vàng. Dạ. Tổng cộng là khoảng bao nhiêu tiền? Mình nói cỡ hơn 60 đỉnh. Trời ơi, hơn 60 triệu luôn. Dạ. Ra đi rồi. Dạ. Không cánh rồi. Dạ. Thế còn tiền hụi nó thiếu cỡ khoảng 300. Thiếu tiền hụi 300 nữa. Mà tôi mỗi ngày tôi kêu nó quay lợi theo mình không bán ruộng là mình đi vay ngân hàng trả anh ta. Mới được. Vậy là cái tiền bây giờ đi đâu hết rồi anh? Tiền nó lấy đi hay mà mình có làm cách nào được. Xong rồi. Vợ anh có đem theo xe đi không hay đi bộ? Đi xe gì anh? Xe Silhouette á. Silhouette luôn? Dạ. Yamaha. Xe màu gì anh? Màu đỏ đen. Biển số mấy? Biển số là... Anh trai là 84. 84 Trà Vinh. Được. K6. K6 là 19... 1912. Rồi. Bây giờ này, vợ anh nhà bây giờ đem đi thì đem theo rất nhiều tài sản đi rồi. Nói chung là trên dưới tiền trăm rồi. Cả tài sản, cả xe đúng không? Dạ. Cả trên dưới 100 rồi. Không tới. Xe đó cỡ mười mấy triệu, cỡ 10 triệu. Không, xe bây giờ anh bán em mua 20 đó. Xe đó xe tôi mua xe cũ cho người ta nó đi. Thì 10 triệu, rồi 10 triệu với khoảng bao tiền mặt anh? Ở 60 hơn 60 à. 60 triệu tiền mặt là 70 triệu. Dạ. Ra đi rồi. Ra đi. Dạ. Ra đi chân lạnh toát luôn. Dạ. Chân giờ lạnh toát chưa? Nó đi làm 3 tháng nó quay về, nó trả ngân hàng ở gì Bình Dương 20 nó quay gì à. Nhưng mà bây giờ không về luôn, 1 tháng quay về mà giờ không về. Ở 2 tháng. Giờ 2 tháng không quay về. Nó không điện cho mấy tư quá. Mấy nhờ. Đến giờ phút này anh có sợ mất vợ không? Nghe nói nó không bỏ tôi đâu. Trời ơi, sao lại bây giờ đây anh ấy bỏ rồi? Nó không bỏ. Bỏ sao mình tìm chi? Còn hai đứa con nữa. Vợ lên tiếng bỏ rồi. Mà nó nói tôi á là tôi điện lúc trước. Anh điện hay anh nhắn tin mà vợ bỏ? Mà nó nói miệng luôn. Nói miệng à? Nói điện thoại. Nó điện thoại đó. Điện thoại cho anh. Điện thoại cho tôi. Là tôi bỏ anh rồi. Nó không bỏ đâu mà nó đi làm 2-3 tháng nó quay gì. 3 tháng nó quay gì. Chết rồi. Này thua rồi. Xong. Bây giờ vợ lên tiếng là bỏ rồi. Mà nó nói nó có bỏ đâu, nó quay gì à? Nói không bỏ quay về. Dạ. Mà quay về cũng giờ là mất dấu luôn này. Này thua. Vợ xinh quá trời xinh này, làm sao à? Sao? Vợ anh bên ngoài có xinh gái giống này không anh? Dạ. Vợ anh bên ngoài có xinh gái giống vậy không? Nhìn có giống này không? Hình có giống này không? Giống luôn á. Giống luôn. Dạ. Này, lúc mà anh cũng may mắn mà không được hưởng trọn vẹn rồi. Tiếc quá. Tại mình còn thiếu chút định cho nên anh yêu làm. Vợ nhiều không? Yêu quá. Yêu tha thiết không? Thiệt. Tội quá. Này, anh em không biết sao luôn. Thua luôn rồi. Tội nghiệp quá trời luôn. Bây giờ anh mong muốn rất điều gì? Mong cho chiếc sĩ Viện Thanh Hải giúp em. Dạ. Quay gì, cho vợ tôi quay gì. Dạ. Gặp hai vợ chồng hay bạn bác thiếu nợ 300 triệu. Mình quay gì trả, mình không bán rượu bán gì mình trả anh ta, khỏi nó đi nữa. Tội quá nhiều. Tại nó kẹt thiếu nợ, nó mắc cỡ nó mới đi đó. Dạ. Nó là mắc cỡ mới đi. Dạ, nó nói tôi đó. Nó mắc cỡ nó đi. Ôi, sao? Vợ anh đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Anh nhớ chính xác là bao nhiêu ngày rồi? Nó đi bữa mùng 10 Tết, chắc 9 giờ sáng đó. 9 giờ sáng? Dạ. 9 giờ sáng mùng 10 Tết. Dạ. Đi là ôm theo đến giờ phút này cả tiền cả vàng. Dạ. Đúng không? Dạ. Cả xe. Nói chung là ôm đi hết rồi. Dạ. Anh ở nhà giờ còn tiền không anh? Mình cái này không còn tiền, mới như còn ruộng. Còn ruộng thôi chứ tiền hết rồi. Hết. Nếu tiền. Có thì vợ cầm đi hết rồi. Đúng không? Dạ, dạ. Xui. Còn tiền còn mình nói bán anh mấy tỷ. Hiện nay là hiện nếu thông tin đến giờ phút này thì anh biết chắc là vợ đi theo bồ rồi đúng không? Nó không đi đâu. Nó không đi nhưng mà đêm đi ngủ chỗ khác. Đúng không? Đêm không về ngủ với con mà đi ngủ chỗ khác. Dạ. Thì đó là em khẳng định mày luôn. Anh không lên tiếng nhưng em lên tiếng. Khẳng định là vợ đi theo bồ. Em dám chắc mày như vậy. Không có người phụ nữ là đang hàng đêm là đi làm về ngủ hàng đều đều mà tự nhiên đi ngủ chỗ khác. Đúng không? Mà giờ phút này là mất tích luôn. Mất tích. Gọi là mất tích con mẹ hàng lươn luôn đấy. Đúng không? Dạ. Anh công nhận không? Giờ phút này tại sao là mất tích? Nếu như vợ anh mà đi đâu làm việc đàng hoàng, nghiêm túc thì vợ anh sẽ liên hệ cho anh. Mà không có lý do thì vợ anh đang làm đó. Dạ, mà dạ. Vợ anh bây giờ chuyển chỗ làm. Dạ, chuyển chỗ làm nó đi mình đó. Đúng không? Anh thấy vô lý chưa? Đúng. Đang có mẹ có con. Em suy luận như vậy đúng chưa? Này. Mình phải lấy số, suy nghĩ. Tại sao vợ đang làm đấy rất yên ổn rồi, cả 2 năm rồi, gần năm thứ 2 rồi. Dạ. Đúng không? Gần hết năm thứ 2 rồi, là đang ổn rồi. Ừ. Công việc ổn định rồi, biết quen thông nguyên thổ rồi. Đúng không ạ?
tại sao lại bây giờ chuyển chỗ khác mà lại không liên hệ cho anh mà lại cắt số liên hệ, đó là một điều vô lý, mà ôm theo rất nhiều tiền vàng đi, đúng không? Dạ. Này thua luôn rồi. Anh có điều nào anh chia sẻ video này để hy vọng là vợ anh xem được, vợ anh thương anh. Em thực sự em nhìn anh con người rất tội mà rất thương, con người rất chân quê mà rất thật thà. Em nhìn cái đôi chân của anh ấy là đôi chân này lội ruộng, khẳng định anh là lội ruộng thường xuyên. Vì vậy cho nên đôi chân bây giờ là hiện nay là không như người chân bình thường nữa, cô chú anh chị. Móng chân của anh trai này hoàn toàn là mất hết, mất sạch, gần như là mất sạch. À, còn ngón, còn cái móng nào là vàng óng luôn, gọi là vàng vàng vô cùng vàng luôn, không cần phải nhuộm. Đó. Mà chân thì toàn nung là lội ruộng, nói chung là lội ruộng thì tả như vậy thì mọi người biết rồi, đúng không ạ? Chân không còn móng, nhìn bàn tay là đã hiểu rồi. Nhưng mà chân thì nó khác, chân này có thể là mình đầu đi độ trời, chân đạp đất. Một người đàn ông rất thương vợ, thương con, bởi vì vợ đẹp, lấy vợ đẹp quá là thua luôn, thiệt. Thế nên là ai mà lấy vợ đẹp thì coi chừng, chứ vợ đẹp này thua. Vợ đẹp thì cũng được đấy, nhìn cũng hanh diện nhưng mà dễ đi mất, đúng không? Anh sai lầm vừa rồi là trong thời gian vừa rồi là vợ anh đi là anh không sống cùng vợ, đúng không? Lẽ ra mà em đi đâu anh theo đó, anh bỏ ruộng luôn. Tại nó chập đó là nó kêu tôi đi làm hai kẻ, tôi làm vô ba này nè, vô ba này mình làm còn cỡ nửa tháng mới đặt hay đó, mình kiếm lợi được cỡ 4-50 á, ngon hơn làm công ty. Nó mới tôi nói khỏi chưa đi, để mình sắp xếp ra ngân hàng rồi mình trả rồi mình đi ba người. Tôi với vợ tôi với thằng lẽ là ba người đi luôn, đúng không? Rồi anh bỏ đi cho em nhờ rồi. À, lẽ là hai vợ chồng mấy đứa con đi luôn, nên Bình Dương làm luôn. Nhưng mà ai ngờ là vợ là chưa cái gì nữa, chưa cái sắp sửa nó giọt đấy chứ này. Ai ngờ là vợ là chuẩn bị tư tưởng rồi. Nó đấy chứ này. Này thua luôn này anh. Thương quá trời thương, là một người đàn ông thực sự rất thật thà. Anh có điều nào anh chia sẻ đây cho vợ anh quay về đi. Anh nói là em ơi, anh thương em nhiều lắm, anh yêu em rất nhiều, anh tha thiết mong em quay trở về với anh. Nên tiếng này cho vợ anh về đi. Dạ, thật sự soi ơi. Anh lại tới đây là anh nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thế Hải giúp cho tôi vợ tôi quay về thật tuyệt soi á. Anh yêu vợ nhiều không, lên tiếng đi. Anh nhớ em nhiều lắm. Em à, anh nhớ em quá trời luôn, ngủ không được nữa. Cái này được 2 tháng trời ấy. Ngủ không được mà mỗi ngày đi vòng nhà không có làm gì được gì hết luôn. Thấy ruộng mà nhờ mình còn ráng chút đỉnh mình làm kết thúc cho nó đúng chút đỡ. Nhắm mỗi lần nếu như vợ mà thỉnh thoảng gọi điện thì anh còn ráng đi xịt thuốc đúng không? Ở ruộng đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ vợ đi rồi không có tư tưởng đi xịt thuốc. Chắc đi ráng đi làm, không đi làm, không đi chạy máy đặt cho người ta đâu. Không đi chạy máy gì cũng không đi. Mà bây giờ là không làm nữa. Chán rồi. Chán à? Vợ đi cái buồn ngay ha. Buồn 2 tháng mấy á. Buồn 2 tháng mấy là không làm việc được. Thôi bây giờ này. Em cuối video này em khuyên anh một câu chân tình nhất. Khi mà gọi là duyên không còn. Nhá. Thực sự em khuyên anh như câu này hơi buồn. Nhưng mà thật. Bây giờ anh phải hy vọng này. Nếu vợ không quay trở về, cố tình trở đi với người đàn ông khác thì mình phải cố gắng. Còn những 5 tháng còn lại anh hãy cố gắng sống khỏe lên. Mình vui vẻ lên, bởi vì đây là cái duyên phận rồi. Anh rất thương vợ, em biết là như vậy. Nhưng nếu thực sự vợ không còn thương anh nữa thì mình đành lòng chấp nhận anh. Đúng rồi. Nhá. Chứ mình không thể lưu kéo được, anh lôi được vợ về. Hoặc đội hiệp sĩ bên này mình Dương sẽ tìm được vợ anh. Nhưng quan trọng vợ anh có chịu ở với anh hay không. Và còn trong tư tưởng trong đầu vợ anh còn thương anh hay không, hay là thương người khác. Đó là một cái câu hỏi và một cái câu trả lời rất khó. Hy vọng là anh hãy đủ tỉnh táo, kiên nhẫn. Bởi vì anh hiện nay cũng rất may mắn còn 2 người con. Đúng không ạ? Thôi thì thôi, cố gắng cha con đùm bọc lẫn nhau trong những ngày tháng còn lại. Nếu vợ anh xem video đội hiệp sĩ của Thành Dương, vợ anh suy xét lại, suy nghĩ lại. Bởi vì anh, tuổi thanh xuân của anh là trải qua rất nhiều, đúng không? Phải nói là vùi đầu xuống ruộng, đúng không ạ? Để mục đích chính là kiếm tiền. Để phụ giúp vợ con, để kinh tế khá giả. Nhưng không ai ngờ đến giờ phút này gần khá giả rồi. Con thì cũng gần trưởng thành rồi. Thì vợ lại ra đi, thì thực sự rất buồn ha. Thôi cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ của Thành Dương, em xin gửi lời chào là chúc anh cũng như toàn thể gia đình. Chúc anh cũng như toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc may mắn. Hy vọng trong những ngày tháng tới thì cô chú anh chị nếu ai biết được thông tin vợ của anh trai ở đâu thì báo tin cho anh em đội hiệp sĩ của Thành Dương theo số điện thoại là 0913 7858 58.
các anh em sẽ tìm đủ mọi cách để khuyên vợ anh quay trở về. Còn nếu vợ anh không quay trở về thì các anh em đành lòng chấp nhận. Bởi trong thời gian vừa qua, đội hiệp sĩ Bình Dương đã giải cứu hàng trăm ngàn trường hợp chị em phụ nữ say nắng say mưa đã quay trở về đoàn tụ gia đình. Đó là một điều hạnh phúc may mắn cho đội hiệp sĩ Bình Dương. Hy vọng trong thời gian tới thì các cô chú anh chị luôn luôn ủng hộ theo dõi đội hiệp sĩ Bình Dương để đội hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục giúp đỡ chúc mừng. Em xin chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe ha. Và xin chào hẹn gặp lại anh. Nếu như vợ anh quay trở về đây thì anh em mình tiếp tục có cuộc trò chuyện với nhau ha. Rồi chào anh, chúc anh thương lộ bình an nhé. Rồi xin chào anh. Xin cảm ơn. Xin chào quý chú anh chị. Bây giờ tới đây.